Em ơi đừng 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 tránh em ơi. Em đứng qua đây nè, tránh đi cho mọi người quay. Rồi em đứng, em đưa ông Lê đứng dậy đó đó, không nổi hả? À, nó đau quá hay sao? Chân yếu này. Giống như mình nhiễm độc màu da cam vậy. Rồi nằm đi nha. Rồi ngửa cái đầu ra. Đó vậy đó. Đúng rồi đó. Rồi, rồi ổn rồi, uống thuốc gì? Không đâu. Là không uống thuốc tây, không nên uống thuốc tây. Tại vì mỗi thuốc tây uống thuốc tẩy không? Thuốc tẩy. Thuốc nam á là phải mua thuốc mà thuốc cây cỏ đó thì được. Nhưng mà uống cái thuốc á, mà viên á là không được uống. Tại sao biết không? Tại vì á, là hiện nay á là anh có một cái hiện tượng rất là rõ là bụng to, mặt đầy. Cái này do là bị corticoid. Mình tưởng là mình uống thuốc nam, nhưng cuối cùng là gặp cái ông thầy thuốc á, ông bỏ cái dexamethasone trong đó, ông bỏ cái corticoid trong đó, thành ra là anh uống anh bị cái này đó. Mà uống vitamin C á, vô không có bù lại được đâu, thành ra là mới rách da rách thịt vậy. Thấy không? Tôi nói vậy để cho biết là cái người mà đang cho anh uống thuốc mà gọi là thuốc nam á, là người đó đang giết dần mòn anh á. Chấm dứt ngay với người đó liền. Tôi không biết gì, cái sự liên hệ gì anh đối với người thầy thuốc đó, quen biết bạn bè gì, nhưng mà chấm dứt ngay lập tức. Tại vì họ cho thuốc anh đang bị cái thuốc làm cho cái này gọi là hội chứng Cushing, tức là hội chứng của người mà dùng nhiều corticoid. Đó mà dấu hiệu anh đang bị. Bây giờ anh bỏ hết giùm tôi đi, bây giờ anh quyết tâm anh dùng cái phương pháp mà em cố gắng giúp cho bố em ha, chườm đá nhịn ăn, nhưng mà trưa nay phải cho ăn cho ngon đầy đủ đàng hoàng cho tôi nha. Rồi hút không khí, tập luyện sáng chịu khó, dắt ông già đi bộ một chút xíu, nếu đi không được thì ngồi hút và đứng tiếm cho hút cho ông già, hiểu không? Tại vì là bây giờ ông yếu lắm, mà cái này là chỉ hại thêm thôi. Ok. Rồi cho nên bây giờ anh làm vậy là sau này xương anh nó gà rượu rã hết. Mình tưởng đâu là tốt nhưng mà cuối cùng hại cho mình. Rồi bây giờ đứng lên tự nhiên đi. Đứng lên tự nhiên giờ không sợ nữa. Rồi bước lên từ từ đi. Mọi người thấy khác rồi. Anh Thang Phan đây, tôi đang làm gì đó. Rồi bác cứ đi tới đây. Rồi đứng lại quay qua tôi. Thấy khác chưa? Thấy bây giờ đứng đồn. Hay quá, hay đã giữ. Nhưng mà giờ ngồi thử thôi. Không ngán. Đấy, đứng về đi. Khác rồi. Bây giờ phải chườm đá rồi nhịn ăn đừng cho tôi. Dạ. Bây giờ bỏ, bây giờ không có thuốc nam thuốc ní, bây giờ mấy người đó hại mình hết rồi. Dạ. Ra cuối cùng mình đi tránh thuốc tây thì tao nói là gì, tránh gì, tránh như dưa gặp dừa. Thuốc nam không đâu, thuốc mã lai nhập về bị thế này. Thuốc quất cũng vậy. Vâng, Malaysia. Thôi bây giờ là mình chữa bệnh không dùng thuốc đi. Đi cho nó chắc ăn nè. Bây giờ có người ta vì đồng tiền người ta tàn ác quá, ta không còn lương tâm nữa. Thôi được rồi.
rồi ngồi vậy giờ tôi bấm ngủ bội tâm kinh rồi đó, bây giờ khác rồi đó, rồi tánh đi cho anh đi ngon lành đi, không dán tay nữa. Ê, rồi bình tĩnh ngon lành đàng hoàng, ngon lành rồi tiếng chồng đợi tôi nghe không đấy, rất là thương. Rồi bây giờ đây thứ năm tôi sẽ chữa cho anh buổi sáng nữa trước khi tôi đi Hà Nội. Bây giờ anh ngồi xuống cho mọi người thấy sướng đi. Bây giờ chân bắt đầu khá lên rồi đó. Rồi đứng dậy. Rồi, quá không? Rồi, vậy nha. Hốt đi anh em. Chùm kem nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.